Nguyễn Chánh Tín sinh ngày 29 tây tháng 11 năm 1952 là một diễn viên điện ảnh và đạo diễn nổi tiếng một thời của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ông còn làm người dẫn chương trình MC cho một số chương trình trò chơi truyền hình như là Rồng Vàng trên kênh truyền hình HTV7 và kinh doanh trong cương vị giám đốc hãng phim Chánh Phương. Nguyễn Chánh Tín là con út trong gia đình có 5 người con. Bố là Nguyễn Chánh Minh, võ sĩ nổi tiếng dưới thời vua Tự Đức, chuyện đi trừ gian diệt bạo. Sau là đệ tử của một tướng trong quân đội Tôn Trung Sơn lưu lạc sang Việt Nam. Mẹ là Lưu Ngọc Lan, một hoa khôi của vùng Bạc Liêu, Cà Mau. Những người cháu của ông gồm có Charlie Nguyễn, Tony Trúc Nguyễn, Tony Trí Nguyễn, Vương Sơn và Nguyễn Dương. Ông nội anh là một võ sĩ nổi tiếng dưới thời vua Tự Đức. Chuyện đi trừ gian diệt bạo, tiêu diệt bọn cướp bóc ác ôn giúp dân làng nên đã bị bọn chúng đem lòng thù ghét mà giết chết khi còn rất trẻ. Nối tiếp truyền thống gia đình, cha Nguyễn Chánh Tín là Nguyễn Chánh Minh đã đi khắp miền Nam tâm sư học đạo và may mắn được một tướng trong quân đội Tôn Trung Sơn lưu lạc sang Việt Nam nhận làm đệ tử, trở thành chân truyền của vị tướng này. Chính vì cảm phục sự can đảm của cha anh mà má anh là bà Lưu Ngọc Lan, một hoa khôi của vùng Bạc Liêu, Cà Mau ngày đó đã đem lòng yêu thương và nên vợ nên chồng với ông. Má anh là một người phụ nữ giỏi ca hát. Cái gen nghệ thuật của Nguyễn Chánh Tín sau này có lẽ được thừa hưởng từ chính người mẹ của mình. Nguyễn Chánh Tín là con út trong gia đình có 5 người con. Vì là con nhà võ nên ngay từ nhỏ anh đã phải chịu một nền giáo dục rất nghiêm khắc, quy củ. Ngày bé, Nguyễn Chánh Tín đã sớm bộc lộ được năng khiếu văn nghệ của mình. Anh hát rất hay và thường được chọn biểu diễn đơn ca ở trường trong các dịp lễ. Không chỉ thế, Nguyễn Chánh Tín còn được biết tạc tượng vẽ tranh. Là người học võ nên cha của Nguyễn Chánh Tín rất ghét văn nghệ, coi đó là xướng ca vô loài. Ông luôn lo ngại con cái mình sẽ vì thế mà chểnh mảng học hành nên luôn cấm cậu con trai út tham gia các hoạt động văn nghệ. Vì thế, cứ mỗi lần phát hiện con trai tham gia ca hát ở trường, ông đều cho con trai một trận đòn nhớ đời. Yêu điện ảnh nhưng lại được chú ý trước tiên trên sân khấu nhạc nhẹ. Học cấp 3 ở trường Mạc Đỉnh Chi, tham gia ban văn nghệ nhà trường với tư cách là ca sĩ. Năm 1972, vì đột ngột nổi tiếng nên Chánh Tín đã không thể toàn tâm toàn ý cho việc học. Anh thi trượt vào trường Đại học Y khoa, trở thành sinh viên trường luật nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hướng về nghệ thuật. Năm 1973, là năm thực sự thành công và đáng nhớ với Nguyễn Chánh Tín. Năm đó, anh được huy chương vàng điện ảnh, lại được giải Kim Khánh về âm nhạc do 40 tờ báo hàng đầu Sài Gòn bình chọn. Con đường nghệ thuật của cậu học trò trường Mạc Đỉnh Chi vì thế mà ngày càng thênh thang rộng mở. Những năm 1980, khi bộ phim Ván Bài Lật Ngửa được công chiếu trên màn ảnh rộng khắp nước, Nguyễn Chánh Tín với vai diễn Nguyễn Thành Luân trong bộ phim đã trở thành một hiện tượng của điện ảnh Việt. Vai diễn đó đã đưa Nguyễn Chánh Tín từ một ca sĩ nổi tiếng khi đó vụt sáng trong vai trò diễn viên và chỉ một bước đã trở thành ngôi sao thực thụ của điện ảnh Việt, trở thành diễn viên được khán giả màn ảnh rộng cả nước yêu mến và ngưỡng mộ. Ván Bài Lật Ngửa đến bây giờ vẫn còn là một bộ phim để đời trong sự nghiệp của Nguyễn Chánh Tín, cũng như một trong những bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam một thời, đặc biệt là dòng phim Tình Báo Chiến Tranh. Sở hữu vẻ ngoài thư sinh lãng tử cùng một giọng hát trầm ấm ngọt ngào, Nguyễn Chánh Tín được xem là một trong những cái tên khiến biết bao thiếu nữ say đắm mến mộ. Theo lời của diễn viên Diễm My, người từng có nhiều cơ hội diễn xuất cùng cố nghệ sĩ chia sẻ rằng, mỗi lần đoàn phim đi đến đầu quay, cứ thấy ánh mắt của các cô gái hâm mộ nhìn Chánh Tín là tôi nổi da gà. Trong ánh mắt của họ ánh lên một nỗi khát khao si mê. Bao nhiêu người sẵn sàng gục ngã vì anh. Mặc dù được nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng nghệ sĩ Chánh Tín vẫn chỉ một lòng một dạ với ca sĩ Bích Trâm, người vợ hiện tại của mình. Cả hai biết nhau khi còn là sinh viên trường Đại học Luật và cùng nhau tham gia vào ban nhạc của trường. Lúc ấy, Bích Trâm đang là tiểu thư khuê các, còn Nguyễn Chánh Tín chỉ là chàng sinh viên có gia cảnh nghèo. Qua những lần đi hát cùng nhau, Nguyễn Chánh Tín đã đem lòng mến mộ Bích Trâm.
Nhưng vì nỗi mặc cảm cách biệt về gia cảnh nên ông ngượng ngùng mãi vẫn chưa dám ngỏ lời. Mãi cho đến một lần đi hát về khuya, Bích Trâm không thể bắt xe về. Thế vậy, ông liền lấy hết can đảm đến để ngỏ lời đưa cô về nhà. Kể từ lần đó, chuyện tình của cả hai cũng bắt đầu nảy nở và kết thúc bằng một hôn lễ hết sức ngọt ngào. Suốt hơn 40 năm sống bên nhau, cả hai đã cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Không chỉ bên nhau lúc vinh quang, mà cả khi nghệ sĩ chánh tính gặp thua lỗ trong chuyện làm ăn, căn nhà gắn bó với cả gia đình cũng phải đem đi thế chấp. Nhưng bà xã Bích Trâm vẫn không hề than trách. Lúc đó, cả gia đình phải chuyển về một căn chung cư nhỏ. Bà cũng nhận show đi hát trở lại, trở thành điểm tựa vững chắc cho cả gia đình. Bằng sự bao dung của một người mẹ, người vợ, dù chồng mình có đào hoa đa tình đến đâu, thì bà vẫn không bao giờ có ý định rời đi. Cũng chính vì vậy, nên khi chia sẻ trong một buổi talk show trước đó, nghệ sĩ chánh tính đã nghẹn ngào tâm sự. Số người tôi quen đếm không hết, có nhiều người gặp lại còn không nhớ mặt. Nhưng đời tôi có được Bích Trâm, nếu gặp người khác chắc giờ tôi 10 vợ rồi. Sau những năm tháng khó khăn, cuộc sống của đôi vợ chồng già cũng đã dần ổn định. Tưởng chừng có thể thoải mái cùng nhau ăn hưởng tuổi già bên cạnh con cái. Nhưng nào ngờ biến cố lại ập đến khiến cả hai phải âm dương cách biệt như thế này. Sáng ngày 4 tháng 1, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính đột ngột qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Sự ra đi của nam diễn viên để lại niềm thương tiếc cho giới nghệ sĩ và đông đảo khán giả.